bạn nhớ mát xong với cả nhà làm ăn khai cơ rộp nâng chân điệp xua xuất đầy hai cơ xong xoa công sai dịch thầm mây một căn chân nè rộp bọc nhóm bát đà miền chung một thà khmai history nếu không nghe tì chạy đầm lệch bộ rộp miền electronic nâng smartphone ngay nhìn phong này cứ khi nhầm nâng chạy đầm lệch ông bì MacBook Air chân nằm bì bọn mà phải bì bạn dô tam bộ phố bộ rộp miền tục chất bàn ឈ្មោះថា DigiTime បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple គ្រោងនឹងប្រកាសចេញនូវ Computer MacBook Air 22 នាចុងឆ្នាំនេះហើយបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានចេញនាកម្មវិធីសម្ពោធដើមឆ្នាំ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅតែរង់ចាំវា ហើយទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះ Một đoạn bên này kì ai đăng bàn thả MacBook Air mà phải bí Bà, xong tốt MacBook Air cho năm bí bọn là phải bí Nâng bằng bẹp một đòi ý kron thông chương một bản tạch Pool cứ đầm lãng bị đọc bay cái biếp bay inch Lãng đó đọc bay cái biếp ra mỗi inch Bà Chúng ta cũng lăng mà xin bảo vệ miền bảo phố bảo miền bí Đẹp đòi trầm lại khóc nìa Mỗi cứ bàn bằng chạy thà computer này nâng bà chip chùm nón cao ý. Âm thủ miền CPU bàm buôn khó nâng GPU đọc khó. Tôi tự vinh một tệ bì nạ bị phía mà nạ tiết cư lục Minh Chiku bàn nâng dây thà MacBook Air bì bò nạ phải bí nâng nâu tệ bà chip âm vốn đà miền ảy dụng bì chân nam nít là đài. Lúc mình chỉ cụ, có bạn mình tham gia computer này có nâng miền cả ra chân nà rụp điện thamay tiền xa rộng chứ mùi nâng khuôn miền chùm rửa tràn bó đôi ai mạch đài Nhưng chân này cứ chìa bó nằm miền là tiện toàn tổ nâng MacBook Air cho nàm bí bó nằm phẩy bí và hồi cầm rốn cứ nâng trình xâm phốt nâu đàm chàm này bạn Tôi chưa dừng ná, nó cứ chỉ bỏ ra miền mùi cao lâu cả Đã trao bàn tâm lý để đi chỉ thèm Còn bằng tay, tựa tôn tình năng bỏ ra miền phòng này Phía chán vì chỉ bỏ ra miền đại ai Bạn dừng tốc chất bàn khắc lạc Tôi chưa dừng ná, dừng rung chạm mờ thả tá MacBook Air bị bỏ ra phải phí Và đại bàn phương khảo sái Bất bạc gọt ដោយអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនេះដែរទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូខ្លីដែលនិយាយអំពី MacBook Air ឆ្នាំ 2022 release នេះបាទជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានបានគ្រប់ៗគ្នាហើយនិងមានសុវត្ថិភាពផងដែរបាទ